Chào mừng tất cả các bạn đã đến với channel YouTube Tô Màu cho những bức tranh của mình. Và hôm nay hãy cùng mình tô màu cho bức tranh về gia đình nhà nhà Hello Kitty này nhé. Khuôn mặt của hai chú mèo Hello Kitty mình sẽ tô và dẫn bức tranh màu hồng. Và tiếp theo là những cái cầm đai. Và tiếp theo mình sử dụng màu chiếc ghế mà màu chú mèo đặt ra của bé nên tô màu nâu. Chị Hà chưa hiểu bức tranh này. Chị Hà ơi. Phía trên đầu của chú mèo sẽ tô màu xanh. Vâng, nhà tô màu xong của bức tranh này. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Nhớ like và subscribe của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Ok, đầu tiên của mái tóc này tô màu vàng nhé. Và tiếp theo mình sẽ tô màu cho chiếc váy này thì mình sẽ tô màu hoa màu hồng. Trung ơi, nói đi. Chiều ấy đã bóng, bây giờ bạn em vướng không? Ah.
Và bức tranh về gia đình nhà mèo Hello Kitty này đã được mình tô màu hoàn thành xong rồi nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video tô màu cho bức tranh này của mình. Hãy để lại cho mình một like và đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo trên kênh YouTube của mình. Bye bye.